Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ các dự án IDO, các dự án Robot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng nhận được từ những dự án mình nhất và mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án iTrade Token. Lập ra dự án hôm nay thì các bạn cần vào link dưới mô tả video. Sau đó thì các bạn ấn nút Start để chat report, tiếp theo các bạn hoàn thành phần captcha. Các bạn lần lượt join vào KingTrader King Group chuyển vụ đầu tiên. Khi join group thì các bạn ấn vào click here to proper. Ta mở Discord, mở Twitter. Các bạn sẽ retweet lại pin tweet ở trên Twitter với thẻ test là iTrade Army. Mở Medium, mở Reddit này. Khá nhiều nhiệm vụ anh em nhé. Ta sẽ add witness ở trên CMC. Ta cho đi code này, follow Twitter, like, chọn close tweet, thêm thẻ test vào này, và nút tweet này. Medium các bạn có khả năng là phải bật VPN lên thì mới vào được. Reddit hiện tại thì không khả dụng. Ta follow Twitter, Medium, sorry nha. Kinh ta đi thì khả năng mình sẽ đi link từ trang chủ của cả. Mình sẽ dẫn lại link kia đi cho anh em nhé. Gia đình username của kênh Terra. Điền username của kênh Twitter này. Copy username nghe tên ta. Điền username của kênh Discord. Discord ta chọn company. Tick này. Submit. Rule. Edit username with code phía dưới đây. Chọn xin. Để tăng cơ hội vào Winit. Gửi browse test thứ hai username hoặc ID. Nếu không thì các bạn có thể ấn L trên A. Thôi chúng ta gửi GLN trên A cho nhanh đi. Mình thấy nó hơi rắc rối ở cái bước này. Rồi chúng ta nút xin. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và các bạn có thể link dev chia sẻ bài thân dev chúng ta. Ok, và rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ chuyện alo của dự án iTrade. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.